Điện cho Nam để xin đi muộn vì việc gia đình, gia đình, gia đình. Anh đây là lần thứ N, cậu xin tôi đi muộn đi. Học cái dây đây, bước lên đây. Ngày mai bà phụ huynh lên trên anh gặp tôi để nói chuyện. Không thể tiếp diễn như vậy. Chết mẹ mày chưa? Xin lỗi cô, tha cho em lần này thôi. Mời phụ huynh đến, bọn kia im để bố xin. Xin gì? Tôi lặn xuống đây ngồi uống ngược, chẹt nước chưa được sôi, nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước. Uống không tao rồi một ly, uống nhanh lên không có nguội. Trường cũng như nhà, mà là nhà thì xóa đi, ngại ngùng cái gì. Hiểu tâm của chị ai ạ? Cháu Nguyễn Việt Anh, cháu đứng dậy ngay, cháu cho thầy biết sao cháu lại đánh bạn của cháu, nói dối thầy cô. Thầy cô đã lần nhường, ngày mai cậu đừng đến lớp nữa vì chúng tôi không chấp nhận cái thứ hung hãn động tí la lại đánh bạn. Cháu chưa đánh bạn mà bạn đã kêu, thầy thử hỏi lớp cháu xem nó đã làm gì, cháu chả làm gì thầy cần sao.